Lại chương trình của bản tin nhắn của bà ông Ted Cruz tuyên bố nếu ông Biden phạm tội hối lộ ông Trump nên đi tù. Wow, cái câu tuyên bố này cũng hơi nặng ký rồi nha ông Ted Cruz. Trong một lần xuất hiện cái chương trình Sean Hannity của chương trình Fox News, thượng nghị sĩ Ted Cruz đã ra một kịch bản trong đó ông Biden sẽ phạm tội hối lộ. Nếu đúng như vậy thì ông ta chẳng những bị buộc tội mà còn truy tố mà trống vào tù để chờ kết tội. Vì mặt pháp lý tôi vẫn thấy mỗi ngày cái bằng chứng ngày càng nhiều. Và chúng tôi cảm thấy như là Jake Tapper hay là Elizabeth Warren, cả một giới truyền thông cánh tả và bất kỳ thành viên của đảng Dân Chủ nào cũng không quan tâm việc Tổng thống Hoa Kỳ thực sự có nhận hối lộ hàng triệu đô la từ công dân của nước ngoài hay không. Ngay cả cuộc trao đổi với Jack Tapper cũng đã hỏi, ồ trời ạ, ông biết đấy, đó là chỉ kiểu bán rong, ảnh hưởng điều đó có khó chịu không? Không, nó không phải là những cáo buộc ông Jack. Ông là một nhà báo và ông được cho là như vậy, nhưng báo cáo hối lộ không những rằng Hunter Biden bán cái quyền truy cập chữ Hunter, chữ Biden, mà bán những cái ân huệ chính thức từ cha của mình Joe Biden. Chúng ta hãy xem cái mẫu FD-1023. Nói cụ thể điều gì trong biểu mẫu FBI, một nguồn tin bí mật đáng tin cậy trước đây của FBI đã đưa ra và nói rằng những nhà tài việt sở hữu Burisma đã trả 5 triệu đô la cho Hunter Biden và 5 triệu đô la cho Joe Biden để đổi lấy sự giúp đỡ của Joe Biden trong loại bỏ công tố viên điều tra Burisma. Giờ đây, hối lộ là gì? Bản chất của hối lộ là có đi có lại. Chúng tôi nhớ cuộc luận tội đầu tiên của ông Trump giới truyền thông. Ông Jack biết có qua có lại là gì? Ông ấy nói không ngừng liên quan đến Tổng thống Trump. Quid pro quo, tiếng Latin cho cái này, cái kia. Hối lộ là phải trả cho ái thứ gì đó để đòi lấy sự đặc ăn chính thức. Bây giờ cái hiện trạng này xảy ra với Joe Biden mà gần như truyền thông không nhắc đến nó. Chúng tôi đã biết cái hiện trạng tại đây. Câu hỏi duy nhất là điều đó có xảy ra hay không? Họ đã trả 10 triệu đô la để làm gì vậy? Nếu Joe Biden nhận tội hối lộ, Hunter phạm tội hối lộ, bán chức từ cha của mình, nếu đúng vậy thì ông Joe Biden cần phải bị luận tội, nên bị cách chức, nên bị truy tố và nên vào ở tù. Và đó là cả một câu chuyện mà tại sao chúng ta vẫn tiếp tục nhìn nhận cả một góc độ khi mà cả một truyền thông về sự kiện của ông Trump cho rằng ông Trump tham nhũng qua câu chuyện trước với lần thứ nhất của Ukraine, trong khi đó ông Joe Biden nhận tiền quăng qua Hunter Biden thì gần như truyền thông sẽ không có gì cả. Đó là lời tuyên bố của ông Ted Cruz. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.